Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1068 yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn một số biện pháp để ngăn chặn dịch COVID-19. Trong đó, các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 phải thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ, kiên quyết yêu cầu người dân ai ở đâu thì ở đó. Bảo đảm lưu thông cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu và chăm sóc y tế sức khỏe cho người dân. Triển khai ngay thần tốc việc xét nghiệm tại các khu vực phong tỏa có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, người có nguy cơ lây nhiễm cao, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng. Chuẩn bị các phương án cao nhất có thể cho điều trị, bảo đảm đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất. Hoàn thành đưa vào sử dụng nhanh nhất các cơ sở thu dung điều trị theo mô hình tháp nhiều tầng của Bộ Y tế, giảm tối đa các trường hợp tử vong. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động, tăng cường huy động sự tham gia của hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời kêu gọi mọi người dân chia sẻ thông cảm những khó khăn, phức tạp trong phòng chống dịch, tích cực hưởng ứng tham gia phòng chống dịch vì sức khỏe của chính mình, vì cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Các bộ ngành địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp và người dân.